Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 3 tháng 3 cho biết đã bày tỏ quan ngại về cuộc tập trận chung quy mô lớn giữa các binh sĩ Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã bắt đầu trong tuần này. Cuộc tập trận Full Eagle diễn ra trong lúc căng thẳng lên cao, tiếp sau vụ phóng phi đạn đạn đạo gần đây nhất của Bắc Triều Tiên vào ngày 12 tháng 2. Những cuộc tập trận Mỹ-Hàn trước đây đã khiến Bình Nhưỡng đưa ra các lời đe dọa trả đũa bằng các hành động quân sự. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cũng nhắc lại việc Trung Quốc chống triển khai tại Hàn Quốc hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD. Hàn Quốc cho biết sẽ cùng Hoa Kỳ đưa hệ thống này hoạt động vào cuối năm nay để đáp ứng với đe dọa phi đạn của Bắc Triều Tiên. Trung Quốc nói hệ thống THAAD với radar tầm xa là một đe dọa đối với an ninh Trung Quốc và không có ích lợi gì trong việc giải quyết căng thẳng với Bắc Triều Tiên.